mọi người lại là My đây. Tự nhiên hôm nay á, thời tiết khá nắng nóng, My chợt nhớ đến một cái món giải khát mình hay á, ăn kèm với cái món phá lấu hồi mà mình còn đi học, đó là món sữa Huế, người ta hay còn gọi là sữa đá chanh. Nguyên liệu rất là đơn giản, đầu tiên đó là những lát chanh tươi mọng nước, mình sẽ cắt lát và mình sẽ cho cái nước cốt chanh này vào ly, và các bạn lưu ý là nhớ bỏ hộp ra nha. Còn cái phần vỏ chanh á, các bạn tuyệt đối cũng đừng có vứt liền nha, mình sẽ giữ lại để khi ăn hải sản mình chà tay thì nó rất là thơm và khử mùi nha. Tiếp theo đó là người đàn ông trên thế giới có sữa nhưng mà có tí xíu thôi, đó là sữa đặc có đường. Bạn nào thích béo và thích độ ngọt thì mình sẽ cho thêm một tí xíu đường và cho thiệt là nhiều sữa nha, để cho tăng thêm độ béo, và mình sẽ khuấy đều lên. Sau khi đã khuấy khuấy đều lên thì mình đã có được một hỗn hợp sữa đá chanh ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn mọi người. Và tiếp theo đó là công đoạn cuối cùng, mình sẽ cho đá viên vào. Bạn nào mà thích cái vị nó giống như là sữa chua thì mình sẽ cho đá bào xay nhuyễn vào nha, và cắm ống hút vào thưởng thức thôi. Trời ơi, ta nói nó mát lạnh mà sữa thì béo béo chua chua, vị ngọt của sữa và hòa quyện vị chua của chanh ngon lắm mà cả nhà ơi.